Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn ở Sài Gòn trưa hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 2022. Và trước mặt anh chị và các bạn đó là giao lộ Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập. Thẳng hướng Nguyễn Hữu Thọ này, chúng ta sẽ đi qua cầu Kênh Tẻ đi về quận 4. Và ở đây chúng ta thấy có siêu thị rất là lớn, đó là siêu thị Lotte. Lotte Mart ở góc đường Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Hữu Thọ này. Và phía bên đây là con đường Nguyễn Thị Thập đi thẳng về khu Trung Sơn, đi ngang qua khu Him Lam này. Ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều những cái building chọc trời của Novaland, rất là đẹp ha. Dưới đây cũng là chung cư Sunrise nữa nè, rất là cao, rất là đẹp luôn. Và gần đây thì cũng có mấy trường đại học như là Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cảnh Sát. Và hướng này là con đường Nguyễn Hữu Thọ để đi về Nhà Bè. Bên đây có quán nhậu nè, quán nhậu Luna rất là lớn ha. Và trưa hôm nay thì em mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ xuất phát từ khu vực này, từ vị trí này mình sẽ quay trở lại khu trường Tôn Đức Thắng, khu trường đại học, rồi đi vô khu Kim Sơn để anh chị và các bạn hình dung được khu trường đại học Tôn Đức Thắng cũng như là khu Kim Sơn nó như thế nào, để tiện việc cho các bạn ở các tỉnh khác khi mà lên Sài Gòn đi học, hoặc là anh chị có nhu cầu mua nhà ở hay là đất đai ở khu Tân Phú này, quận 7 này thì nó như thế nào ha, có quan cảnh nó ra sao. Đặc biệt là các bạn sinh viên thì nếu mà học trường Tôn Đức Thắng hay là trường Cảnh Sát mà muốn thuê nhà ở gần đây thì cũng có cái để tham khảo. Đó, khu Kim Sơn là một cái dự án của công ty cổ phần đầu tư Kim Sơn, công ty phát triển nhà đất. Miếng đất ở khu Kim Sơn là ngay phường Tân Phú thuộc quận 7. Nó như một cái hình tam giác vậy đó. Có ba mặt. Một mặt là đường Nguyễn Hữu Thọ nè, một mặt là đường Lê Văn Lương, rồi một mặt là nhìn qua con rạch Bàn. Chúng ta đang đứng ở đây là cầu Rạch Bàn 2. Và đây là khu phía sau trường đại học. Đây có con rạch để đi ra Rạch Ông. Hướng này thẳng ra Rạch Ông nè. Mình vừa đi qua những cái khu căn hộ rất là lớn ở mặt đường Nguyễn Hữu Thọ nè. Rồi mình sẽ đi một vòng. Hôm bữa thì mấy bữa em đi khu Kim Sơn thì lúc đó là trời đang mưa. Rồi có nhiều cô chú anh chị nhìn không rõ khu xóm, cũng như hình ảnh ở khu mà con em chúng ta đang ở thì nó như thế nào. Thì hôm nay sẵn tiện đi để chia sẻ, đi để anh chị và các bạn thấy được tổng quan cái khu này nó như thế nào ha. Ở xuất phát từ ngã tư Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, cũng như là nếu mà đi hướng này là mình xuất phát từ quận 4, quận Nhất qua nè, đi thẳng ra đây là hướng về Nhà Bè luôn đó. Ở khu Kim Sơn là khu bên đây, một cái dự án rất là lớn ha. Nhà cửa ở đây thì rất là đắt, 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ cho tới mấy chục tỷ đều có hết, tùy vị trí, tùy cái kiến trúc. Bên này là khu dự án của trường Đại học Cảnh Sát. Rồi kế đến thì có trường hiện hữu, trường Tôn Đức Thắng. Ở đây cũng có mấy con đường để đi vô nè. Xuất phát từ Nguyễn Hữu Thọ thì cũng đang có đường số 3 nè. Đường số 3 để đi vô khu Kim Sơn nè. Ở trong đây thì rất là rộng, nhà cửa rất là đẹp. Tuy nhiên thì cũng còn một vài miếng đất trống đang chờ chủ. Cũng có thể là người ta mua, người ta đầu tư, người ta để đó ha. Để tiền thì mất giá, chứ để đất thì còn hoài. Chúng ta quẹo phải vô con đường tên là con đường D6 nè, cặp bên hông trường Tôn Đức Thắng nè.
đó, vài hình ảnh để các bạn sinh viên dù như có đăng ký học vô ngôi trường này thì mình cũng thấy được cái quan cảnh xung quanh trường Tôn Đức Thắng ngày hôm nay nó như thế nào ha. Một ngôi trường rất là lớn, nằm ở địa chỉ số 19D Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7. Ngôi trường có kiến trúc rất là hiện đại và cái khuôn viên rất là lớn, như một cái dự án bất động sản vậy đó. Rất là nhiều khu luôn á ha. Ở thẳng con đường này là đi ra Nguyễn Văn Linh luôn cũng được, ngay chỗ trường đại học IMIT đó, trường RMIT đó. Ở trường thì có công viên rồi ký túc xá rồi thư viện rồi rất là đầy đủ ha, rất là đẹp. Mình sẽ vòng trở lại đi. Thẳng hướng này mà nếu mình quẹo phải là quay trở lại khu Him Lam, còn quẹo trái ngay ngã ba này là đi ra Phú Mỹ Hưng, ra Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Văn Linh, đại lộ Nguyễn Văn Linh ở phía nam Sài Gòn. Đó, phía trước chúng ta đó là Rạch Ông đó ha. Bên kia xong là khu Trung Sơn. Đó, mình sẽ quẹo trái nha. Ở trường Tôn Đức Thắng rất là rộng, là từ đây luôn nè. Xung quanh trường là những con rạch rất là đẹp. Đó, trưa này hình ảnh rất là rõ. Bây giờ là cũng khoảng gần 1 giờ trưa. Ở phía bên cánh trái thì có trường Đại học Cảnh sát. Sẵn đây thì có anh chị các bạn nào mà học trường Đại học Cảnh sát thì mình có cái để tham khảo ha. Và cũng có ký túc xá rồi giống như bên đây, giống như trường Tôn Đức Thắng. Ở đây thì thấy có vẻ được tu bổ, được sơn sửa đẹp hơn. Đây nhìn trường Đại học Cảnh sát nè, ký túc xá của trường Đại học Cảnh sát giống như chung cư vậy đó. À, bây giờ mình sẽ đi thẳng qua bên kia đường luôn. Sẽ đi vô một cái khu mà ở đó có rất nhiều cái gọi là căn hộ cho thuê, homestay cũng như phòng cho thuê. Các căn hộ cho thuê thì nó có điện nước, bếp, rồi phòng ngủ giống như một cái căn nhà thu nhỏ vậy đó ha. Thì giá thành thuê mỗi tháng ở đây thì cũng tùy vào cái vị trí nhà, cái khuôn viên, cái diện tích nhà nữa. Nhưng mà ở đây thì giá sinh viên tầm 4-5 triệu một phòng, ở được 2-3 đứa. Đó, phía trước chúng ta đó là ngã tư ngã ba Nguyễn Hữu Thọ với lại đường D6 nè. Quẹo trái là đi về cầu Kênh Tẻ đi qua quận 4, và quẹo phải là về nhà bè. Đây khuôn viên trường rất là rộng ha. Giờ này là giờ các bạn sinh viên chuẩn bị vô lớp. Ở trường này mà đi bộ để quay phim ở trong đó là đi mỗi giờ luôn á. Mà chưa giáp đi chắc cũng cả ngày mới giáp. Xung quanh trường có trồng cây hàng rào, cây che phủ á, mình không có nhìn thấy được toàn cảnh bên trong. Bây giờ mình đi qua khu Kim Sơn bên kia nè. Mấy bữa em đi nhưng mà không biết khu đó là khu Kim Sơn, thì
sau khi coi bản đồ cũng như sự chia sẻ của cô chú anh chị thì em mới xem lại thông tin ở đây mang tên là khu Kim Sơn. Đó, giờ mình qua đường nha, bên kia có con đường nhỏ nhỏ. Đó, thấy các bạn sinh viên đi qua quá trời đông rồi, là đi đi về qua về xóm trọ hoặc là đi qua đây để mua đồ ăn đó. Ở đây có xe bánh mì nè, rồi các món súp cua, rồi bánh tiêu, rồi mấy món ăn vặt cho các sinh viên. À, khi mà đi vô đây thì chúng ta thấy có một cái dãy nhà mặt tiền. À, đường này là đường số 1. Thẳng cái đường số 1 này là mình đi ra cuối đường là khu Rạch Bàn đó. Đoạn đường song song với đường Nguyễn Hữu Thọ. À, phía đây có một cái mảng xanh trồng cây rất là mát. À, bây giờ mình sẽ đi thẳng con đường số 1 này ha, thẳng tới cuối đường coi như là đi cái mặt tiền của khu Kim Sơn này. Cái mặt tiền này thì giá chắc cũng mắc. Đây đang xây sửa. Ở khu quận 7, Tân Quy, Tân Kiển, Tân Phong này em thấy việc đậu xe rất là thoải mái, không như ở các khu khác xe cộ khó chịu lắm. Ở đây giao lộ đường 9A nè. Ủa, không phải đường số 3, đây là đường số 3. Ở đây do là đường xá rộng rãi, xe cộ, xe hơi, đồ đậu nó có cái mỹ quan riêng. Còn ở các khu khác, các quận khác thì việc đậu xe cũng rất là mệt mỏi, không có chỗ. Bởi vậy khi mà đi đâu ở Sài Gòn mà đi xe hơi thì rất là mệt mỏi cái việc đậu xe. Ở ngay đây là giao lộ đường số 11 nè. Rồi đi tới nữa là đi ra con đường cặp rạch Bàn. Ở đây có cái vườn kiển, mình thấy mát mẻ quá ha. Đẹp quá ha. À, đây có khu đất chưa có xây, chưa có chủ. Đó, khu rất là đẹp. Cặp đó, cặp con Rạch Bàn này thì có một cái khu xóm bên kia sông nè. Kế bên cái khu nhà đẹp, khu nhà cao thì có một cái khu xóm nhà rất là thân thương ha. Chúng ta nhìn cái khu xóm ven sông nè. Ở đây có chiếc ghe. À, đầu giữa con rạch quá trời nắng. Ở đây khu nhà rất là đẹp nè. Ở đây là đường số, khu này toàn là đường số không thôi. Đường cùng hả ta? Ở đây cũng có cho thuê phòng nữa nè. Ở đây nhiều nhà cho thuê lắm. À, hôm nay mình chạy đồng vòng đây giống như là mình đi khám điện thổ, coi đất đai ở đây rồi sao ổn thì mua vài căn cho con em ở đây đi học. Đó, hôm bữa mình đi vô khu xóm này nè,
hôm nay mình đi ban ngày cho nó rõ hơn ha. Vô đây là đường cùng à. Rồi mình cho ra thôi. Rồi nhà này cũng là nhà trọ nữa nè. Rồi, rất là nhiều khu nhà trọ. Bữa mình đi khu nhà trọ cao cấp, khu nhà trọ công nhân ở Nguyễn Thị Thập. Hôm nay mình đi khu nhà trọ sinh viên. Này còn đất trống nhiều lắm ha. Anh chị nào có ý định đầu tư thì qua đây. Ở đây thời gian bán đất quá trời, đất bán quá trời luôn. Bán đất bán như là miếng đất này đang kêu bán. Còn bán mà bán đất thì chưa chắc là miếng đất này ha. Ta đang đi qua con đường số 2. À, đây có phòng trọ sinh viên nữa nè. Nhà này cũng cho thuê phòng trọ số 10. Số cũ là A164. Hồi nãy mình đi đường số 1 rồi, giờ mình đi đường số 2. Đường số 1 song song với đường số 2. Đó, cứ chạy qua, chạy lại, chạy qua, chạy lại. Ở đây có rất là nhiều quán cà phê cũng như các quán ăn. Ở đây có cà phê Why Not Coffee. Có khách sạn Anh. Phố Hoàng Anh chứ. Bên này có quán cà phê Greenway ngay giao lộ số 2, số 3. Và có cô chú anh chị chia sẻ là khu nhà trọ ở đường số 9 ở đây cũng rất là đẹp và giá cũng bình dân. Hồi nữa mình đi qua đường số 9 nè. Đây có những khu nhà đã xây rồi, có những khu thì nhà vẫn chưa xây. Nhưng bên đây mình thấy có đất trống nè. Chắc là trong nay mai nữa thôi. Không, ở đây là chắc là công viên quá. Làm công viên. Ở đây mình đi đây là đường số 7 nè. Một đường ở đây thì chỉ có vài nhà thôi à. Ra phía trước là đường Lê Văn Lương rồi. Lê Văn Lương. Mấy bữa thì mình xuất phát từ Lê Văn Lương, chợ Tân Quy. Hôm nay mình xuất phát từ khu Lotte. Ở đây là mặt tiền đường Lê Văn Lương ha. Để chúng ta sẽ quẹo trái vào khu đường số 3 nữa. Đó, đây đó, đường số 3. Đó, con đường số 3 là con đường rất là mát, như trong tranh vậy đó. Đường này có các dịch vụ ô tô, là sửa máy tính nè, quán ăn nè, đây có quán phở nè, củ tỏi quán nữa nè. Đây cho thuê mặt bằng shop house.
này trước mặt chúng ta đó là đường số 9 ngay chỗ quán cà phê Bateso Coffee, góc đường số 9 nè. Bên đây thì đi ra khu đất trống lúc nãy nè. Đây cũng còn mấy cái nền đất ngay góc này cũng đang kêu bán nữa. Ở đây có công viên, có quán cà phê phố nè. Bên phải thì có những cái dãy nhà cho thuê, căn hộ cho thuê, những cái shop house đây. A107, ở đây là số 53, đường số 9. Số 3109 đây nhà 25, nhà cho thuê phòng nữ nè. Chắc là chỉ cho thuê nữ thôi ha. Nam theo nam mà nữ theo nữ, nam nữ thì nó sẽ lộn xộn, nó sẽ phát sinh. Tới đây là cuối đường. Đằng kia là cuối đường, cũng căn hộ cho thuê đồ quá trời luôn nè. Nhà cho thuê ở đây nữa nè, cho thuê phòng, cho thuê căn hộ nè, quá trời. Ở đây còn đất trống nè, anh chị nào không thuê thì mình mua luôn cái đất mình xây nhà lên, rất là ok. Rồi thôi, chắc video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Vài hình ảnh ở lòng vòng khu trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng như là khu Kim Sơn. Gửi anh chị và các bạn, nếu mà mình có cái nhu cầu về nhà trọ cho sinh viên hay là mua đất đai thì ở đây. Còn ở đây thì không biết cô chú anh chị có cái ký ức gì ở khu này không, cái thông tin gì không. Ngày nay thì quy hoạch rất là đẹp rồi ha, có nhà rất là mất tiền, có những cái dãy nhà người ta cho thuê hết trơn, xây lên để cho thuê thôi. Ở đây còn có vườn chuối nè, vườn chuối đời chủ. Rồi video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi vài hình ảnh ở đây để gửi bà con cô bác. Hy vọng là mình cũng có chút thông tin ở khu Kim Sơn này ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại một lần nữa. Chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.